Vâng, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi livestream của DK Eyebrow Beauty nhé. Và hiện tại thì trên tay của mình đang cầm hình ảnh tư liệu ban đầu của một chị khách hàng. Chị tên là chị Nhiên, lần đầu tiên tới bên mình để trải nghiệm dịch vụ siêu laser Picomax để hút sửa lại lông mày chỗ đỏ cũ cũng như là màu môi trước đây mà chị đã làm ạ. Thì vừa rồi là chuyên gia bên mình đã xử lý hút mực đỏ trên lông mày của chị ấy, đồng thời là kết hợp là xử lý hút cái lớp màu mực môi cũ. Thì trước khi mà nghe chuyên gia phân tích về tình trạng mực của khách hàng này thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với cả chị khách hàng một chút nhé. Em chào chị Nhiên ạ. Chị Nhiên, cho em hỏi thăm là mình đến từ đâu có được không chị? Em đến từ Thường Tín ạ. À vâng, thì vâng, khá là xa đấy. Không biết là lý do gì mà chị lại biết tới nhà em ạ? Thì thấy có mấy người, mấy đứa cháu nằm ở đây rồi thì em tới. Dạ vâng ạ. Chị ơi, thì không biết là bạn bè của mình ý, họ hàng của mình là đã làm dịch vụ gì ở bên em rồi hả chị? Vâng ạ. Vâng, thế hôm nay thì qua bên em là mình đã vừa xử lý hút cái mực cũ ở môi và một chút cái phần màu đỏ lông mày rồi, thì chị cho em hỏi thăm một chút cái cảm nhận của chị trong quá trình làm dịch vụ nhé. Chị có thấy đau rát hay khó chịu nhiều không ạ? Không ạ, nó chỉ hơi nhói nhói. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị. Chị Giang ơi, chị giúp em phân tích về tình trạng môi ban đầu của chị Nhiên có được không ạ? Vẫn là cái kỹ thuật đi của chuyên gia cũ và cái gốc mực thôi. Tại vì là một thời gian ấy, cái gốc mực nó xỉn xuống, tại vì trong cái gốc mực nó có chứa rất là nhiều cái tạp chất kim loại như chì đó. Còn cái phần viền ở trên môi này này nó bị bết mực là vì cái kỹ thuật đi của cái người chuyên gia trước chưa được tốt. Vâng. Đã dẫn đến cái tình trạng là vừa bết mực vừa thâm xỉn. Vâng, như mọi người nhìn thấy trên tay của mình ạ, môi của chị Nhiên trước khi mà được chuyên gia xử lý hút mực này, các cái vệt mực ở trên môi này khá là bết, nhìn rõ từng vệt một ạ. Và ngoài ra thì viền môi là có dấu hiệu là bị hơi thâm, do như chuyên gia có vừa chia sẻ, bởi vì trong thành phần mực có chứa các loại tạp chất như là chì hoặc là oxit sắt, nên là theo thời gian thì màu môi của khách hàng bị chuyển đổi sang màu thâm. Và như mọi người nhìn thấy hiện tại trên màn hình của chúng ta đây ạ, là môi của chị ấy mới chỉ sau một lần hút thôi, nhưng mà đã rất là trong, không còn tình trạng dày mực nữa. Và bây giờ thì em xin phép là mời chị Giang sẽ xử lý hút mực lông mày cho chị ấy nhé. Còn lông mày như mọi người cũng quan sát đây ạ, là sau khi hút đỏ xong thì gốc mực của chị đã chuyển sang cái màu ghi đen. Và bây giờ thì chuyên gia bên mình sẽ bắt đầu hạ tông cho khách hàng ạ. Và đối với lông mày ấy, thì cứ khoảng từ 5 đến 7 ngày là khách hàng có thể quay trở lại đi cây tiếp tục liệu trình xóa của mình rồi. Còn đối với môi thì vùng da môi nhạy cảm hơn thì sẽ là 2 tuần nhé. Và như mọi người có thể nhìn thấy ở trên live stream đấy ạ, là vùng da của chị Nhiên hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu bật máu này, bỏng rộp này, cháy trụi lông. Và cũng như chị Nhiên và nhiều khách hàng chia sẻ đấy, là khi hút laser tại bên mình ý, thì sẽ cảm thấy là hơi châm chích, hơi rát nhẹ một chút thôi. Bởi vì là bản chất của laser là sinh nhiệt, cho nên là nó sẽ hơi nóng, hơi châm chích một xíu, nhưng diễn ra rất là nhanh, chưa đến 2 phút là đã xong rồi. Bây giờ thì em mời chị xem tình trạng lông mày và môi của mình sau khi hút xong nhé. Không biết là chị thấy kết quả như thế nào ạ? Nó hơi bừng ạ. Vâng, đấy, chị thấy màu mực cải thiện được nhiều không ạ? Đỡ. Mình thấy đỡ được khoảng bao nhiêu phần trăm chị? Chắc cũng được 80%. Vâng, vậy còn lông mày thì sao ạ? Lông mày thì nó hết đỏ rồi đấy chị ạ. Gần mực cũng nhạt đi rất gần hết màu rồi. Vâng. Chị ơi, thế không biết là mình có cái điều gì mà muốn chia sẻ không? Khi mà tìm hiểu ở trên Facebook này, xong rồi hôm nay đến đây để trải nghiệm như này thì mình thấy như thế nào ạ? Mình có nhận xét gì về dịch vụ của bên em không ạ? Thì em thấy đứa cháu làm ấy, về thấy lông mày nó cũng thật, trông nó thật đấy. Vâng ạ, thì là cũng muốn lên đây để làm cho nó chuẩn. Dạ vâng ạ, thế em mong rằng là chị sẽ cố gắng để làm sao mình cũng có một cặp lông mày ưng ý nhá. Và nếu như mà bạn nào cũng đang có nhu cầu sửa lại môi, sửa lại lông mày hoặc là làm những cái dịch vụ liên quan đến phun xăm thì mọi người hãy bật chế độ xem trước trên fanpage DK Eyebrow Beauty để có thể cập nhật những tư liệu của bên mình. Và sau khi tham khảo xong thì nhớ nhắn tin trực tiếp cho fanpage để được tư vấn cũng như hỗ trợ đặt lịch và đặt cọc nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Em cảm ơn chị Nhiên đã tin tưởng sử dụng dịch vụ bên em ạ. Và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.